Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cơ bản cho anh em cách đấu lại điện đi lại dắt của cái cùm này để anh em đấu cho C110. Thì đầu tiên đối với đây là cái cùm bên tay phải, thì cùm bên tay phải việc đầu tiên anh em cả hai cùm nhé. Thì anh em cứ tháo hết ra giúp mình. Thì ở dưới này nó sẽ hai con ốc ở vị trí này. Thì anh em cứ tháo hết ra giúp mình. Để mình sẽ tiến hành đấu dây và cố gắng lắp như zin cho anh em nhé. Đấy, nó có hai con ốc như thế này. Thì anh em mở ra. Ở đây nó có thêm hai con ốc nữa. Anh em mở luôn hai con ốc này ra giúp mình nhé. Này, sau khi anh em mở hết ra thì cái dây này sẽ đồng ra. Việc tiếp theo anh em sẽ làm sẽ là cần rút tất cả những cái rắc này ra. Rút tất cả những cái rắc này ra bởi vì cái rắc zin như trên xe của anh em ấy thì nó sẽ là cái rắc 4 như thế này. Nhưng mà cái cùm này hiện tại đang là rắc 6 thì anh em sẽ rút hết tất cả cái dây này ra và thay sang cái rắc zin của anh em. Rắc 4 như này thì sẽ cắm được như zin. Thì cái này rút ra như thế nào? Thì anh em sẽ dùng một cái vật gì đó nhọn và dài. Thì đây anh em có thể thấy kỹ bên trong nhá. Đây này. Nó có các khớp ở đây này, thì khi mình đẩy cái khớp này, mình đẩy cái khớp này này, đấy, đẩy vào là anh em sẽ rút được cái dây ở đằng sau ra. Thì anh em cố gắng lấy cái gì nó nhọn và dài đấy thì sẽ rút ra như này. Thì anh em rút hết ra giúp mình nhé. Thì sau khi mà anh em mở và rút hết ra xong rồi rút luôn giúp mình cái ống này ra nhá, rút luôn cái ống bọc này ra nhá. Thì rút cái ống bọc này ra mình sẽ nhìn thấy hết dây để tiến hành đi lại dây. Sau khi mà rút ra ấy, thì anh em sẽ được hai phần như thế này đấy, dây đây. Thì đầu tiên mình nói về cái phần công tắc tắt mở động cơ. Thì đối với cái công tắc tắt mở động cơ này, anh em sẽ thấy hai dây da này là dây đen và dây xanh. Xanh này là dây xanh lá nhá. Xanh này là dây xanh lá. Trên video thì nó không hiện đúng lắm, nhưng mà đây này, cái chỗ công tắc đỏ này, công tắc đỏ nó sẽ ra hai dây. Hai dây này thì mình sẽ đấu vào mobi sườn xe, thì mình sẽ chèn thêm cái video để anh em đấu hai cái dây này để có thể tắt mở động cơ. Đấy là xong cái phần bên trên. Phần bên dưới thì sẽ bao gồm hai công tắc là công tắc để và công tắc tắt bật đèn. Tắt bật đèn thì có sẵn tích hợp sẵn để mi cho anh em nhé. Thì cái dây này mình sẽ đấu như thế nào? Anh em nhìn mặt này thì cái công tắc để mi, đây công tắc để mi bên trên này, nó sẽ ra 4 dây. Một dây nâu, một dây nâu sọc trắng, một dây vàng và một dây hồng. Thì ở cái cụm này nhá, cái cụm này nó có một cái rắc đấu như thế này. Thì anh em cắt luôn giúp mình nhá, cắt luôn giúp mình ra nhá. Cái này cắt luôn giúp mình ra đấu cho dễ. Anh em thông cảm bởi vì là bên mình không chuyên kỹ thuật ấy. Nhưng mà rất nhiều anh em có nhu cầu hỏi là làm sao mà để chế lại cái rắc này. Thì mình làm một cái video cơ bản để anh em có thể tự làm. Còn cái độ hoàn thiện thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ khéo tay của anh em nhé, tức là nó đẹp hay xấu ấy. Thì nếu mà trong quá trình hướng dẫn có cái gì sai thì anh em có thể comment xuống dưới nhé. Đấy, thì bây giờ sau khi mình cắt ra đúng không, thì mình cắt ra nó sẽ tách làm hai mảng như thế này, là bên dưới có hai cái dây là dây hồng với cả dây vàng sọc đỏ của công tắc đề. Bên trên sẽ có 4 dây, dây nâu sọc trắng, dây hồng và dây vàng của bên trên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em đối với cái cùm zin nhá. Cái cùm zin thì nó có 4 rắc như thế này đúng không? Thì 4 rắc như thế này thì anh em chú ý cái đầu này nhá, cái đầu bên trên này mình gọi là cái đầu này là hướng bên trên, thì sẽ có 4 cái rắc như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cắm các cái dây này vào vị trí nào trên cái rắc như này. Cái phần bên trên này là riêng nhá, cái phần bên trên là riêng, hai cái dây này sẽ đấu bông vi trường xe riêng anh em nhá, không liên quan gì đến cái rắc này đâu nhá.
Thì đây, đối với cái này anh em sẽ đấu như thế nào? Thì đầu tiên anh em phải để ý giúp mình nhá. Đối với cái công tắc tắt bật đèn thì ở bên dưới này, hai cái dây phía dưới này là dây nâu sọc trắng và dây hồng này. Dây nâu sọc trắng và dây hồng anh em sẽ đấu chung với nhau giúp mình nhá. Hai cái dây này sẽ nối chung với nhau. Mình buộc tạm anh em nhé, mình buộc tạm, coi như là hai dây này mình đã đấu với nhau rồi nhé. Đây, coi như hai cái dây này mình đấu vào rồi thì nó sẽ chỉ ra một dây thôi đúng không? Mình đấu hai dây đấy vào một thì nó chỉ ra một dây. Và cái dây này ở trên cái cùm zin, anh em sẽ lấy rắc ở cái cùm zin ra nhé. Anh sẽ lấy rắc ở cái cùm zin ra thì hai cái dây này nó sẽ vào vị trí đây, hai cái dây mà anh em vừa nối nó sẽ vào vị trí này, đây vị trí này, đấy vị trí này anh em nhé. Đây là hướng bên trên này, đối rắc zin của anh em nhé. Zin anh em như thế nào thì anh em sẽ nhìn cái này, đây có cái này thì sẽ là bịt ở bên trên, thì sẽ là cái này nó sẽ là ở bên dưới ngoài cùng bên tay phải đấy. Ok cho anh em. Tiếp theo anh em nhìn trên cái cùng này, hai dây này xong rồi nhá, hai dây phía dưới của cái tắt bật đèn này xong rồi nhá. Tiếp theo thì cái dây này, dây nâu này là dây gì? Dây nâu này là dây đề mi, tức là ở cái này công tắc này nó sẽ có tắt đèn này, bật đề mi này và bật đèn pha. Thì đối với anh em nào mà ví dụ lắp đèn G-Pass hoặc là lắp pha hai tầng ở C-Hello mà nó có đề mi ấy, thì cái dây này nó sẽ là dây dương đề mi. Thì anh em sẽ đấu vào cái dây đề mi thì sẽ bật được tắt tắt bật được đề mi. Nhưng mà đối với anh em mà đang đi xe zin ấy, xe zin thì nó chưa có đề mi đúng không? Chưa có đề mi thì anh em bỏ qua dây này, anh em để ra bên ngoài. Thì khi nào mà có đề mi anh sẽ đấu dây này sau. Tiếp là mình sẽ có một cái dây vàng này. Thì cái dây vàng này tương ứng với cái dây cái rắc zin của mình ấy. Tương ứng với cái rắc zin của mình. Đây nhá, rắc zin nhá. Vừa nãy là hai cái dây dây kia là mình đấu dưới cùng bên tay phải rồi nhá. Thì đối với dây màu vàng này mình sẽ đấu vào cái rắc bên dưới cùng bên tay trái là bên này. Đây, bên trên đây, dưới cùng bên tay trái. Thì mình sẽ đấu cái dây màu vàng này, dây màu vàng ở cái công tắc tắt bật đèn này vào vị trí này. Đấy cho anh em. Thì cái rắc, những cái rắc vừa nãy mà anh em rút ra ấy, nó có những cái rắc như thế này này. Thì anh em hoàn toàn có thể cắt cái dây này đi, nối lại cái phần này thì mình sẽ có một cái rắc để mình cắm vào đây. Đấy pin, đấy, đây này. Sau khi mà anh em rút ra ấy, sau khi anh em rút ra nó sẽ như thế này. Thì anh em nối vào, mình có thể tận dụng những cái rắc này để mình cắm vào. Thì anh em cắm vào như cũ thôi. Đây này, ở đây nó có một cái lẫy này. Thì khi anh em cắm vào nó sẽ, cái lẫy này nó sẽ bám chặt vào trong. Như vừa nãy mình có hướng dẫn anh em tháo ra ấy. Thì là cụm bên trên này xong. Bây giờ tiếp đến cụm bên dưới là của cái công tắc đề. Công tắc đề nó sẽ như thế nào? Công tắc đề nó sẽ có hai dây là dây màu hồng và dây màu vàng sọc đỏ. Thì cái dây màu hồng anh em nhé, cái dây màu hồng ở bên đây để mình kiểm tra lại. Vàng sọc đỏ, dây vàng sọc đỏ trước đi, dây vàng sọc đỏ. Đối với dây vàng sọc đỏ ở cái công tắc đề ra, dây vàng sọc đỏ công tắc đề ra, anh em sẽ lắp vào cái vị trí trên cùng bên tay trái. Đây là vị trí này. Đây, vị trí này anh em nhé. Đấy, anh sẽ cắm vào đây. Là mình vừa hoàn thành cho anh em xong cái dây vàng sọc đỏ nhá. Thì đến cái dây màu hồng của cái công tắc đề, dây màu hồng công tắc đề thì nó chỉ còn một cái rắc cuối cùng là cái rắc trên cùng bên tay phải này. Thì anh em cái dây màu hồng ở cột đề anh xem sẽ đấu vào đây. Đấy, thì là xong cái cùm bên tay phải anh em nhé. Thì sau khi mà anh em biết vị trí tất cả những cái này rồi thì anh em có thể dùng cái dây, cái ống đen này này, anh em đút lại các dây xong rồi cắm lại rắc trên những cái này, anh em đánh dấu lại là được. Thì là xong xong cùm bên phải nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em đấu cái cùm bên tay trái. Thì giờ đến cái cùm bên tay phải, bên tay trái anh em nhá. Thì bên tay trái cũng tương tự thôi, anh em sẽ tháo hết ra giúp mình.
Đấy, anh em để bên trong này thì nó cũng sẽ cơ bản là giống bên kia, nó sẽ cũng có các màu dây tương ứng. Để tháo hết ra đây nhé. Chỗ này nó có con ốc nhé. Anh em vặn con ốc này ra. Sau khi mà anh em vặn con ốc này ra ấy, thì mình sẽ bẩy được cái lẫy này ra. Thì tháo như thế nào thì lát nữa xong hết dây thì anh em sẽ lắp lại như vậy thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nhìn thấy cái dây này. Đầu này tiếp tục mình sẽ dùng cái nhọn, một cái đầu nhọn đây, mình sử dụng cái tô vít này. Thì mình sẽ bấm, mình sẽ rút tất cả những cái dây này ra, rút tất cả những cái dây trên cùm này ra anh em nhé. Thì bên này cũng tương tự như bên kia, anh em sẽ rút tất cả những cái dây này ra, sau đó rút cái ống gen này ra để mình nhìn thấy màu dây. Thì mình sẽ chuyển từ cái rắc này lên cái rắc zin, bởi vì rắc zin của em có 6 dây nhé. Thì bên này nó sẽ khác bên kia một chút, là bên kia là anh em sẽ ấn ở trên xuống đúng không? Còn bên này ấy, thì mình sẽ phải đẩy từ dưới lên. Ví dụ những cái rắc như thế này, bên dưới nó có một cái lẫy, thì anh em sẽ dùng cái vật gì mỏng, nhọn và mỏng. Cái này mình dùng vẫn hơi dày. Thì anh em khi mình có đồ thì anh em có thể tự làm được. Đấy, thì mình sẽ dễ dàng rút ra. Thì khi rút ra anh em để ý ở dưới này nó có cái lẫy này. Thì anh em sẽ về sau anh em nếu mà anh không có đồ thì anh em sẽ phải tận dụng lại những cái lẫy này, những cái dây như thế này, thì anh em sẽ phải lẫy lại cái lẫy lên cho nó cao lên để khi anh em đút vào. Khi anh em đút vào nó sẽ anh em sẽ tận dụng lại những cái này để tí nữa mình chuyển rắc. Đấy, thì khi đút vào nó sẽ vẫn chặt nữa. Mình sẽ làm tương tự đối với tất cả những cái dây này, sau đó mình sẽ rút cái ống gen ra. Nên sau khi mà tháo được tất cả những cái đầu rắc này nhá, anh em có thể rút cái ống gen ra được để mình nhìn thấy cái màu dây. Đấy. Thì bây giờ anh em sẽ thấy một cái mớ dây chia vào hai phần như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em đối với cái dây này thì nó sẽ là cái vị trí nào ở trên cái rắc zin, bởi vì cái rắc zin của anh em nó chỉ có 6 cái như thế này nhá. Ở hai nửa này nhá, thì để dễ nhìn màu hơn thì anh em có thể tháo những cái vị trí ốc này ra. Tháo những cái vị trí ốc này ra để mình có thể dễ thao tác hơn, nhìn màu dây nó dễ hơn. Đấy, thì những cái part như thế này anh chú ý là giữ lại những cái part này để khi nào lắp lại nhé. Phần bọc này mình cũng sẽ bỏ đi luôn để mình có thể dễ nhìn dây hơn. Đấy, thì đây là phần phía trên, mình gọi tạm gọi là phần phía trên, thì nó sẽ bao gồm hai thứ là công tắc flashing và công tắc cốt pha. Phần bên dưới thì nó sẽ có xi nhan và còi. Thì những cái này đúng như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng anh em hướng dẫn anh em những cái dây này nó sẽ ở vị trí nào. Khi mà mở hết tất cả các part ở cái phần phía trên, phần công tắc pha cốt cũng như là phần flashing này ra, anh em sẽ thấy các dây như thế này. Và nó sẽ có hai dây đấu ra thế này, thì anh em sẽ cắt tất cả những cái dây này và mình sẽ hướng dẫn anh em đấu lại. Mình cắt tất cả những cái dây đi anh em nhé. Thì ở cùng bên này, sau khi mà cắt đi thì mình sẽ được như thế này. Thì anh em nhé, thì sau khi anh em mở ra đúng không, nó sẽ có các màu dây. Thì anh em sẽ cắt hết đi và anh em đấu lại như thế này giúp mình nhé. Thì nó sẽ có một cái dây xanh này, dây xanh ở vị trí này, và một cái dây màu đen thì nó là cái dây passing này, nó là cái dây bên phải này. Thì mình sẽ đấu chung với nhau, mình sẽ đấu chung với nhau dây đen và dây xanh này thì sẽ ra một cái dây như thế này. Tiếp cái dây màu vàng này, đây này, cái dây màu vàng này ở cái chân bên dưới này, thì mình sẽ đấu chung với cái dây màu hồng của passing. Đây là cái dây này. Hai dây này mình sẽ ra một cái dây, ra chung một đầu như thế này. Đấy. Thì còn thừa ra một cái dây màu trắng. Thừa ra một cái dây màu trắng như thế này anh em nhé. Thì anh em giữ nguyên như thế này giúp mình, chỉ cần đấu lại những cái này như thế này giúp mình. Thì sau khi mà đấu ấy thì mình sẽ gom cái dây màu trắng và cái dây màu đen này. Đấy. Dây màu trắng và dây màu đen. Dây màu đen thì là đấu của dây đen dây xanh, dây màu trắng riêng.
thì mình sẽ gom hai cái dây này là dây cốt và dây pha. Dây cốt và dây pha thì tí nữa anh em sẽ đấu vào cốt pha. Còn cái dây màu vàng này, một dây màu vàng đối với chung dây màu hồng này thì mình sẽ cắm lại trên rắc. Thì trên rắc zin của anh em như vừa nãy thì mình coi như đây là hướng bên trên nhá, thì cái dây màu vàng này nó sẽ vào vị trí ngoài cùng bên trên tay trái, tức là đây là vị trí đầu tiên này, mình coi như vị trí này là vị trí thứ nhất nhá, 1 2 3 4 5 6 thì nó sẽ ở vị trí số 1. Đấy thì cái dây màu vàng này anh em sẽ sử dụng lại cái rắc này. Vừa nãy nó có những cái rắc như thế này thì anh em có thể cắt ra đấu lại, dùng lại những cái rắc như thế này cắm vào vị trí này. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, anh lưu ý khi mà cắt nối dây thì anh em phải chú ý các điểm nối làm sao cho nó chắc chắn. Thứ hai là tốt nhất là anh em nên sử dụng cái ống co nhiệt, thì khi anh em đốt nó sẽ co vào, nó sẽ bọc cái đường nối anh em lại, nó sẽ an toàn hơn. Còn trong trường hợp anh em không có thì có thể dùng tạm những cái băng dính đen để cuốn lại đối với tất cả những đoạn nào anh em cắt nối, đặc biệt là cái đoạn này này. Khi mà anh em đấu cái dây đen với dây xanh này, dây vàng dây hồng này thì anh em sẽ đấu cho nó ngắn và gọn, để khi anh em nhét vào tí nữa thì mình sẽ úp lại hai cái nửa này thì nó sẽ vừa với nhau nhé, anh em chú ý nhé. Thì là mình đã xong cái phần phía bên trên bao gồm công tác cốt pha và công tác passing. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ xuống cái phần bên dưới, thì phần bên dưới nó có những cái gì đây, phần bên dưới này nhé, phần bên dưới nó sẽ bao gồm này, xi nhan này và còi. Thì xi nhan thì khi mà anh em ra nhé thì anh em chọn, anh em lấy ra giúp mình ba cái dây là dây xanh, xanh dương, dây xám và dây cam. Thì ba dây này là ba dây của dây, ba dây này là ba dây xi nhan xanh, xám, cam. Thì đối với ba dây này anh em sẽ lấy cái rắc zin, rắc zin của anh em nhé. Vừa nãy thì mình cái dây vàng là mình đấu ở vị trí này rồi đúng không, dây vàng đấu vị trí thứ nhất rồi. Thì đối với ba dây xi nhan có số thứ tự lần lượt là có vị trí lần lượt là xanh này, xám, cam, thì anh em sẽ đấu vào ba vị trí bên dưới giúp mình nhá, là ba số 4, 5 và 6, 4, 5 và 6. Thì ba dây xanh, xám, cam mình sẽ đấu bên dưới như thế này anh em nhé. Đây, đây xanh, xám, cam từ trái qua phải, xanh, xám, cam, 4, 5, 6, anh em sẽ cắm vào như thế này giúp mình. Thì bây giờ mình chỉ còn hai cái lỗ này thôi, là hai cái lỗ số 2 và số 3. Thì hai cái lỗ này mình sẽ cắm những cái dây nào trong cái cụm dây còn lại là ba dây như thế này. Thì là mình sẽ còn hai cái dây như thế này, là mình sẽ còn dây dây hai cái dây xanh này, một cái dây xanh nhạt hơn. Thì hai cái dây này mình sẽ đấu như thế nào? Ở cái đoạn ngay bên trên bên nó thì bạn sẽ, anh em sẽ thấy là một cái dây thừa như này đúng không? Anh em cắt luôn cái dây thừa đi giúp mình. Đây, nó có một đoạn dây màu hồng này, dây màu hồng, dây màu xanh này. Thì anh em cắt luôn cái đoạn dây thừa đi giúp mình. Dây thừa mà nó có nối ra hai cái rắc này anh em nhé. Cắt luôn đi giúp mình. Cắt đi. Xong cái đầu này mình sẽ bọc lại nhá. Cái đầu này mình sẽ bọc lại anh em nhé. Thì coi như là bây giờ mình chỉ có hai cái dây là một dây xanh, xanh lá đậm và một dây xanh lá nhạt. Thì hai dây này trên cái rắc vừa nãy, trên cái rắc vừa nãy thì mình đấu đấu xong hết anh em nhé. Trên cái rắc vừa nãy thì coi như mình đấu xong hết nhé. Ba cái dây dưới này là ba dây xanh này, xám này, cam này, bên trên là cái dây vàng, dây vàng này nó sẽ là vị trí này. Thì mình chỉ còn hai cái rắc như thế này. Thì hai cái như thế này thì anh em sẽ đấu như nào? Thì cái dây màu xanh nhạt, dây màu xanh nhạt này này, anh em sẽ đấu ra vị trí ngoài cùng, tức là vị trí số 3. Cái dây xanh nhạt nhá, dây xanh nhạt anh nhá, anh em sẽ đấu ở vị trí ngoài cùng, tức là vị trí số 3 là vị trí này này. Đấy, dây số 3 vị trí này. Và cái dây xanh màu xanh đậm hơn, cái dây xanh màu xanh đậm hơn là từ cái dây hồng này ra này, từ cái dây hồng này ra, xong ra nó ra một cái dây xanh đậm hơn. Thì mình sẽ đấu vào giữa anh em nhá. Mình sẽ lấy vị trí giữa, đây, vị trí giữa này. Đấy, mình sẽ lấy vị trí giữa này. Là vị trí số 2. Vậy là anh em đã hoàn thành tất cả hai bên rắc. Hai bên rắc. Giờ thì anh em có thể cắm như zin. Và anh em tất cả những cái cụm sau khi anh em đấu nối xong thì em sẽ dùng dây, cũng như là lấy những cái pad vừa nãy anh em những cái pad này này, những cái pad này này, những cái pad vừa nãy mà bỏ ra để mình nhìn màu dây ấy. Thì bây giờ anh em sẽ lắp lại hết.
lắp lại hết làm sao cho nó gọn, cũng như là tất cả các đoạn nối như thế này anh sẽ dùng ống co nhiệt hoặc là băng dính đen, băng dính điện đấy, anh em cuốn lại cho nó chặt để phòng trường hợp khi mà cái cùm này có bị nước vào nó cũng không xảy ra chập cháy, an toàn cho xe. Thì khi mà anh em ra tất cả những cái màu dây nhá, như cùm bên này thì cơ bản thì nó sẽ ra ra xanh xám cam này là của xi nhan này, một cái dây màu vàng vừa nãy mà mình bảo anh em nối, cái dây màu vàng mà mình vừa nói anh em nối thì bây giờ mình sẽ đâu nhỉ, đây cái dây màu vàng này. Dây màu vàng vừa nãy mình bảo anh em nối cái dây màu hồng, dây màu hồng với cả cái dây màu vàng thì nó sẽ ra một cái dây màu vàng đấy, là tổng cộng anh em có xanh xám cam vàng, xanh xám cam vàng, xanh lá đậm và xanh lá nhạt, tổng là 6 dây. Thì mình đã hướng dẫn anh em đấu đủ 6 rắc trên cái rắc zin đấy, 6 rắc trên cái rắc zin. Thì như vừa nãy mình còn nói là anh em sẽ thừa ra hai cái dây là dây đen và dây trắng, anh em sẽ thừa hai cái dây là dây đen và dây trắng. Thì khi mà anh em tháo cái cùm zin ra nó cũng sẽ có hai cái dây là dây cốt và dây pha, nó sẽ có hai cái dây cốt và dây pha, nhưng mà cái đầu của nó sẽ là đầu này, nó sẽ là cái đầu tròn này này. Thì anh em có thể lấy cái đầu tròn này anh em đấu lại sang cái dây này, thì hai cái dây hai hai cái đầu cắm này anh em sẽ đấu 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 lại bên kia ấy. Thì để mình lấy cái rắc mình cắm, còn cái đầu cốt pha này sẽ dùng cái đầu cốt như thế này đấy. Thì hai cái dây này là hai dây cốt pha, thì anh em chỉ cần cắm vào hai cái dây cốt pha zin như lúc mà anh em tháo cùm ra cái cùm zin ấy, thì anh em nếu mà nó bị cốt pha anh em bị ngược thì anh em chỉ cần đảo lại hai cái dây này với nhau là được. Thì cơ bản là mình đã hướng dẫn anh em đấu tất cả những cái đấu tất cả những thành phần cả cùm bên trái và cùm bên phải, nó sẽ hơi lằng nhằng một chút nên anh em cần làm cẩn thận và nhìn kỹ màu dây để phòng trường hợp chập cháy trên xe anh em nhé. Thì anh em nhớ là nhìn kỹ màu dây, mở ra nhìn kỹ màu dây, xem kỹ video giúp mình, cảm ơn anh em. Cái chèn giữa cái sợi xanh dương và xanh lá cây ở hai cái tiếp điểm này, ví dụ như mình rút cái này ra, ở đây mình biết cái thằng này điều khiển ha. Còn nếu mà bạn rút sợi nguồn á, thì bạn khó điều khiển, khó cái tắt máy. Bây giờ rút cái sợi dây điều khiển nè, sợi dây điều khiển này nó sẽ đi vào con IC hoặc là đi vào cái con ECM ở phun xăng điện tử đó. Thì mình rút ra, bây giờ bạn chèn hai sợi này vào, chèn giữa vô, ví dụ như bạn bỏ cái sợi xanh này vào nè đó. Rồi bạn quấn băng keo lại ha đó, nếu mà bạn làm chắc quấn băng keo lại rồi xong. Còn cái sợi xanh dương, cái sợi xanh dương này thì bạn sẽ đặt ngay cái tiếp điểm này là xong. Nếu mà bạn có một cái dắt điện giống như vậy nè, cái giống như vậy nè, bạn nhét vô là còn đẹp hơn nữa. Còn không thì bạn quấn đi ha, coi người ta quấn nè. Ở đây mình chỉ với bạn một cách nhiệt tình luôn ha, không có gì hết. Rồi nếu mà sợi này bạn cảm thấy mà không đúng á, thì bạn thử cái sợi trên, bạn gắn vô thử xem cũng bình thường. Bạn chỉ cần đơn giản vậy nè, anh em chỉ cần đơn giản ha. Rút cái dắt của cái bên điều khiển ra, rút cái dắt của bên điều khiển ra. Anh em chèn hai cái sợi dây điện của công tắc, này của công tắc nè, mà anh em đã bắt nè, đó là xong.